trong giây phút trang nghiêm linh thiêng màu nhiệm của đêm hội hoa đăng tại đạo tràng chùa Trúc Lâm. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên, vô ưu thọ hạ thì hiện đảng sanh bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tòa đại đức tăng ni cùng toàn thể quý vị đồng hương Phật tử thân mến. Một lần nữa mùa Phật đản lại trở về với nhân loại, với những người con Phật trên khắp năm châu. Lễ Phật đản là ngày kỷ niệm Thái tử Tất Đạt Đa sinh ra tại vườn Lâm Tỳ Ni năm 624 trước công nguyên. Trong đó Phật đản có ý nghĩa ngày sinh của Đức Phật. Vì thế cứ mỗi độ Phật đản lại trở về, chư tôn đức tăng ni, các tổ đình từ viện tỉnh xã tỉnh thất đạo tràng, đông đảo đồng bào Phật tử trong và ngoài nước đều làm lễ đài tổ chức trang trí cờ hoa biểu ngữ văn nghệ diễu hành, làm lễ thả hoa đăng trong không khí hân hoan mừng đại lễ Phật đản trang nghiêm long trọng. Với tiếng trống chuông bát nhà nhằm cầu nguyện cho quốc khởi dân an, người dân được an lạc. Lễ hội thả hoa đăng là lễ hội thắp đèn được trang trí bằng những chiếc đèn hoa. Hoa đăng được thắp sáng nhằm mục đích tôn vinh những giá trị tinh thần, giá trị tâm linh và văn hóa của người Việt Nam vào những ngày lễ lớn. Trong đài lễ Phật đản, thắp lên những ngọn đèn hoa là làm cho tánh giác ngộ nơi chúng ta bừng sáng để thấy biết như thật, để thấy rõ bản chất của thật tướng vàng pháp trên cõi đời này đều tâm mình không vướng kẹt vào thế giới nhị nguyên trong vòng đối đãi thị phi nhân ngã. Thế gian vô thường, không có chế độ nào là tồn tại miên viễn, không vì dục danh lời hảo huyền để rồi đánh mất niềm tin tôn giáo nơi chính mình, không vì dục cơm áo gạo tiền để đánh mất tương lai, hết biết đúng sai nẻo chẳng đường tà, rồi một ngày kia phải ân hận cho việc làm của ngày hôm nay. Thái tử Tất Đạt Đa xuất thân là một vị thái tử con vua tỉnh Phạn, địa vị danh vọng, vợ đẹp con xinh, những thứ cao sang nhất của cuộc đời ngài không thiếu, nhưng ngài đã quyết chí từ bỏ tất cả để ra đi tìm con đường giải thoát và giác ngộ. Cho sự buông bỏ mới có được con đường giác ngộ. Kỷ niệm Phật đản là tự trở về với chính mình, chúng ta tự lắng lòng suy niệm giáo lý của Phật để chuyển hóa thân tâm, cùng nhau tình hóa cõi nhân gian ô trược đầy biển động này. Đó là ý nghĩa đích thực nhất trong ngày kỷ niệm trọng đại này. Xin nhất tâm cầu nguyện cho thế giới vượt qua dịch bệnh và chiến tranh sớm chấm dứt, quê hương Việt Nam ngày càng phát triển dân chủ thái bình thịnh vượng. Xin thành tâm cầu nguyện cho đất nước Hoa Kỳ mãi mãi phồn vinh giàu đẹp. Xin nhất tâm cầu nguyện cho đạo pháp trường tồn chúng sanh an lạc. Nam mô